Cần có chính sách cụ thể nhằm thu hút người Việt Nam ở nước ngoài về nước trong tình hình mới. Đây là nội dung được nhiều đại biểu đưa ra tại hội nghị công tác vận động tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức chiều 28 tháng 5 tại Hà Nội. Báo cáo tại hội nghị, ông Đặng Thanh Phương, Phó trưởng Ban Đối ngoại Kiều bào Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cho biết, hiện nay cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có khoảng 5,3 triệu người, phân bố không đồng đều tại hơn 130 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Việc thu hút Kiều bào về xây dựng quê hương đất nước trong điều kiện hiện nay là việc làm cần thiết. Do đó, Quốc hội, Chính phủ cần ban hành một số luật liên quan đến việc thu hút người Việt Nam ở nước ngoài tham gia các hoạt động kinh tế, khoa học, kỹ thuật, giáo dục, văn hóa trong nước, qua đó tạo nên sức mạnh đoàn kết, tối đa sử dụng nguồn lực vàng sẵn có.